Vô thì hôm nay sẽ hướng dẫn anh em một cái kỹ thuật nâng cao có tên là background. Chắc là các bạn sẽ thắc mắc là tại sao mình lại để cái góc nhìn này, thì thực ra là mấy bữa nay là công ty đã vào việc với mình rồi, cho nên là mình cũng vào việc với anh em luôn cho nó nhanh, chứ mà xét góc xét bàn các kiểu thì nó mất thời gian quá, cho nên là các bạn sẽ được thấy Neko của 2017-2018. Mình thì không biết anh em thích cái kiểu gì, nhưng mà ngồi bàn thì nó sẽ chuyên nghiệp hơn nhưng mà nó mất thời gian. Còn nếu mà ngồi như này thì nó không có chuyên nghiệp, mà bù lại nó sẽ gần gũi, thân thiện, cây nhà lá vườn thì nhiều khi anh em lại thích. Nếu mà anh em thấy thích thì có thể bấm vào nút like bên dưới để ủng hộ mình, thì mình sẽ cảm thấy sung sướng ở trong lòng. Còn nếu mà anh em thấy video mình nó tệ quá, nó không có được hay, thì anh em để lại comment ở bên dưới cho mình biết, và bấm nút like sau cũng được. Ok, thì kỹ thuật hôm nay nó sẽ có dạng như này. Thực ra cái chiếc này nó còn một cái kiểu nữa, nhìn nó ngựa hơn, đó là cái kiểu này. Nhưng mà mình sẽ hướng dẫn anh em một cái kiểu nó phổ biến hơn, đó là cái kiểu này. Cái kiểu này thì nhiều người xài. Thì đầu tiên anh em sẽ cầm bút cho mình, cầm lệch một bên như này. Cho cái phần đầu, anh em để ý là đây là cái mu bàn tay của anh em nè. Thì anh em cầm cái đầu cái bút cho nó dài ra về phía cái mu bàn tay. Và anh em để cái tay nó ngang ngang qua như này. Mình sẽ dùng cái từ ngữ nó mộc mạc hết sức có thể. Tức là anh em không có ốp tay, không có ngửa, mà anh em để nó ngang qua như này. Sau đó là anh em sẽ cầm cái bút lên và anh em thả lỏng cái tay ra. Thả lỏng vừa phải thôi, đừng có thả lỏng quá là cái bút nó rớt xuống đất là không có quay được. Anh em sẽ thả lỏng vừa phải cho cái bút nó vẫn chuyển động qua lại như này được. Mà nó phải còn dính trên tay nha, quan trọng là nó phải còn dính trên tay. Thì anh em sẽ hơi nghiêng cái tay qua một xíu và anh em thả lỏng nó ra như này. Để cho nó lăn ra ngoài như này. Đưa nó lên cái mu bàn tay. Đẩy nó ra như này, đó, đưa lên cái mu bàn tay. Mới đầu tập thì anh em cứ cho nó rất thoải mái, chủ yếu là mình lấy cái cảm giác mà đẩy nó ra thôi. Đó, đẩy ra như này. Và sau khi đẩy ra ngoài rồi thì anh em sẽ lật ngang cái tay lại. Bây giờ cái tay nó hơi nghiêng nghiêng nè. Chúng ta sẽ lật ngang cái tay qua và đưa ngón cái lên. Anh em đưa ngón cái lên thì khi mà cái bút nó lăn qua nè, nó sẽ đụng vô ngón cái và nó ngưng lại. Đó, nó sẽ ngưng lại. Đó. Đó. Mình mới vừa tháo một cái đầu grip ra để mà ví dụ cho anh em dễ hiểu, thì anh em để ý là cái đầu không có grip nó đang hướng xuống dưới nè. Anh em tập thì anh em cũng tháo một đầu ra như mình, làm cho nó dễ tập. Thì khi mình back around anh em để ý là cái đầu nó đang hướng xuống dưới nè. Khi mình back around qua thì anh em thấy là cái đầu nó vẫn hướng xuống dưới, tức là nó quay lại cái vị trí cũ, tức là làm đúng. Còn mà anh em làm mà cái đầu nó đang hướng xuống dưới mà anh em làm xong nó quay lên trên như này là làm sai. Anh em làm cái chiếc này mà làm ra một chiếc xịn hơn là anh em quá giỏi, nhưng mà từ từ thôi, làm được cái này cái đã. Thì anh em sẽ hỏi mình là, ủa nhìn nó dễ quá anh, vậy thì ghép vô combo nó sẽ ra như thế nào, nó nhìn nó coi có được không anh? Thì mình sẽ ghép thử một đoạn cho anh em xem. Đầu tiên mình sẽ bỏ background ở đầu cho nó dễ hiểu, cho dễ thấy. Đó, mình sẽ background qua, mình sẽ ghép nói vào một cái đoạn như này. Đó, thì nó cũng xịn xịn hay hay. Hoặc là mình sẽ qua như này, đó. Đó, nhìn nó cũng hay hay. Hoặc là mình có thể làm những cái ngón khác, ví dụ như là middle around là ngón giữa, là ring around là ngón đeo nhẫn, hoặc là pinky around là ngón út. Đó, mình có thể làm như này. Đó. Đó, thì mình sẽ ghép được một cái combo từ cái chiếc này. Ok, vậy là mình đã hướng dẫn xong một cái kỹ thuật nó khá dễ, mình thấy nó không có gì chứ các bạn. Nhưng mà để cái clip nó dài dài ra thì mình sẽ nói qua về những cái lưu ý. Thứ nhất đó là các bạn phải cầm bút cho nó dài xuống phía dưới như này. Các bạn không có cầm ngược lên như này, cầm ngược lên là không có chỗ để mà mình làm cái chiếc đó. Thứ hai là khi mà các bạn làm thì các bạn thả lỏng cái tay của bạn ra. Thả lỏng vừa vừa thôi, đừng có thả lỏng quá là cái bút nó rớt xuống đất là không có gì để làm. Chúng ta phải có cái bút trên tay thì chúng ta mới làm chiếc được. Và khi mà làm cái chiếc này thì các bạn làm hết sức là bình tĩnh, bình sinh thôi, hết sức là bình sinh. Các bạn không có làm cái kiểu như này. Mặc dù các bạn rất là giận bồ các bạn, giả sử như bồ các bạn chửi các bạn đi, thì các bạn cũng cố gắng các bạn kiềm chế, các bạn làm nó hết sức là bình sinh như này. Các bạn không có quăng quật, thằng nhỏ đâu có tội tình gì đâu, các bạn không có quăng như này. Mà các bạn làm hết sức là bình tĩnh như này, đó. Rất là nhẹ nhàng, đó. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video của mình, hẹn gặp lại các bạn vào những cái video lần sau. Nhớ like nha. Ok, hẹn gặp lại các bạn.